Tuấn Dương xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một đây không biết là nên chúc buổi đêm hay là buổi sáng đấy. Vì bây giờ đang là đã qua 0 giờ rồi các bạn. Bây giờ đã qua 0 giờ rồi và bây giờ thì Tuấn Dương sẽ đi vòng vòng quanh cái khu vực này coi xem là ban đêm ở Sài Gòn nó như thế nào á. Bây giờ đang là 0 giờ rồi các bạn. Nói chung là đã vượt qua cái mốc 0 giờ rồi. Các cái cửa hàng, cửa hiệu thì đa số là họ đóng cửa, họ nghỉ. Cũng còn có một số ít các cái hàng quán thì họ vẫn bán. Đây này, cô kia bây giờ mới đạp xe về. Giờ đang là 0 giờ rồi. Đây các cái phòng khách sạn các bạn ạ. Họ để các cái bảng cho thuê ngắn giờ, dài giờ. Ai mà yêu thương nhau thì sẽ rủ nhau vào nhà nghỉ. 1 giờ là 50k, 2 giờ 70k. Xong việc rồi đi về á. Giờ có lẽ là chuột nó chạy ra nó ăn những cái con chuột rủ nhau. Mọi người thì gần như là họ đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Giờ mình đi thì có khi còn nghe được tiếng dép là xoẹt rồi. Đây các bạn nhìn, kia vẫn có những cái người đàn ông. Chỗ kia hơi tối, chú ấy dừng lại để chú ấy chỗ góc này quá tối nên là chắc không nhìn thấy gì. Chú ấy dừng lại để chú ấy lượm các cái vỏ chai, vỏ lon thì là người ta vứt ra. Lẩu cá, lẩu thái. Thôi, bây giờ sẽ băng qua bên đây. Sẽ hỏi chuyện cái xem là có duyên với cái chú này không ha. Giờ này là các chú đi tìm. Rồi chú đi xe đạp nên chú đi khá là nhanh. Đó. Vẫn còn có những người giờ họ phải đi lượm trong các cái đống rác coi xem có cái gì không để họ sẽ thu hoạch. Đây, mình thấy chú vẫn đang ở phía trước kìa. Chú đang cúi xuống, chú lượm. Rồi chắc chú sẽ lên xe đi tiếp. Rồi chúng ta tiếp tục đi nhé. Do mình đi bộ nên nó không có thể nhanh được để mà tiến tới gặp chú kia. Và chắc là chú sẽ dừng ở đâu đó lâu lâu, dừng ở một cái chỗ bãi rác nào á. Đây những cái người bán hàng quý vị này.
đây rồi. Đó. Ui. Chú đang dừng lại ở khúc đèn đỏ, chú nhặt các cái vỏ chai người ta vứt ở dưới lòng đường nha các bạn. Đó. Giờ thì chắc chú lại lao lên xe để đi. Chú đi qua bên kia. Chú sẽ đi các cái đi khắp các cái tuyến đường đó các bạn nhìn này. Đó giờ chú lại đi sang bên kia rồi, những người đi gom rác lúc nửa đêm giờ chúng ta sẽ băng qua đường nhé. Bạn ấy đi từ thiện, bạn ấy có những người họ đi làm từ thiện, họ phát cơm cho những cái người nghèo vào lúc ban đêm. Đó các bạn nhìn nhé. Đó họ vừa dừng lại vừa cho chú cơm. Đó bây giờ chú vẫn cứ tiếp tục đi, chú sẽ đi, chúng ta sẽ theo chú ấy. Đây là cái nhân vật lúc nửa đêm. Các công nhân đây thì họ đang sửa đường. Đó. Như vậy các bạn thấy là Sài Gòn thì vẫn còn rất là nhiều người tốt á. Ngay cái lúc nửa đêm mà họ đi, họ phát cơm từ thiện và phát cho những cái người nghèo, những cái người mà đi gom lượm ve chai. Còn bây giờ chú này chú vẫn đang đi ở phía trước rồi. Chú vừa đi và chú lượm những các cái vỏ chai, vỏ lon, cái gì mà rác mà người ta vứt đi. Để đảm bảo cái sự riêng tư thì Tuấn Dương sẽ đứng xa xa một chút. Đây giờ nếu như mình đuổi kịp chú thì mình sẽ tặng quà cho chú. Họ làm, chú làm việc buổi đêm. Giờ mình sẽ đi qua đây một chút xíu. Đi quá lên đây chút xíu. Giờ hàng quán thì họ đã đóng cửa rồi. Đây mình sẽ ghé ở đây. Bên đây là cái quán dê tươi 244 Bình Thới. Và giờ chúng ta sẽ coi cái chú mà đi lượm ve chai. Chúng ta sẽ đứng ở cái góc này để coi chú đang chuẩn bị tới đấy. Có lẽ là chú sẽ dừng lại. Ồ, hình như là không phát hiện được cái cái đồ gì có thể lấy nên là chú lại đi mất rồi. Kia rồi, các chú dừng lại ở chỗ xa xa kìa. Giờ chú lại tiếp tục lượm những cái vỏ chai mà còn sót lại, vứt ở trên đường á. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là những cái người này thì rất là nghèo khổ. Họ nghèo khổ thực sự. Buổi đêm này họ còn phải đi để kiếm từng những các cái phế liệu mà người ta vứt bỏ. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi tiếp qua bên đây. Coi, mà thôi chắc chú đi xa quá rồi.
thôi mình sẽ quay về á. Đó, thì muốn cho quý vị và các bạn thấy rằng là ở Sài Gòn những cái người nghèo nó sẽ là như thế nào nếu như mà chúng ta chịu khó để ý và quan sát một chút, thì chúng ta sẽ thấy rồi. Bây giờ đang là 0 giờ và 15 phút rồi. Giờ các cái công nhân họ mới sửa đường, họ sửa đường xá thì họ đang ở đây nè các bạn. Họ đang cho máy móc rồi máy cẩu, máy xúc. Bây giờ họ làm việc về buổi khuya thì nó sẽ không ảnh hưởng đến những các cái không ảnh hưởng đến tình hình giao thông nói chung. Đây chắc họ sẽ thi công lắp đặt cái đường ống nước. Đây là các bác công nhân đang đào đường. Bên đây là ngã tư Bình Thới cắt với đường Lãnh Đinh Thăng, ông Ích Khiêm. Và Tuấn Dương sẽ dừng ở cái góc ngã tư này, sẽ kết thúc cái video clip ở đây để cho các bạn biết một phần về cuộc sống Sài Gòn, cảnh mà sinh hoạt đêm, cuộc sống về đêm, cũng như là những cái người nghèo khổ ở Sài Gòn họ đi bới rác kiếm sống thì như thế nào. Tuấn Dương sẽ end cái video ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay nhé. Bye bye các bạn.